có ruột, hay gọi là cái hiện tượng mà gì, kích ứng, cái gây kích ứng cái niêm mạc dạ dày của bạn đó. Và đây là một cái tác dụng phụ chứ không phải là một cái tác dụng mà ADR. Mà nhưng mà gì, khi mà nó xảy ra xuất huyết hay là xuất huyết cái đường tiêu hóa ở đây thì đó là một cái phản ứng, đó là gì, ADR, hay gọi là tác dụng không mong muốn. Có nghĩa là mình không mong muốn nó xảy ra hiện tượng xuất huyết dạ dày nhưng nó vẫn xảy ra. Thì cái đó người ta mới gọi là tác dụng không mong muốn. Còn tác dụng phụ của nó gì, của đi các cái thuốc mà ESE hoặc gluco hoặc thì nó chỉ xảy ra đây là gì, nó chỉ gây là viêm loét dạ dày tá tràng, hoặc là gây sót dạ dày tá tràng của bạn, dạ dày của bạn thôi. Nhưng mà khi đã xảy ra cái hiện tượng mà xuất huyết dạ dày thì các bạn nói là gì, khẳng định đó là tác dụng không mong muốn của thuốc đã xảy ra, và các bạn mặc dù các bạn không mong muốn nhưng nó vẫn xảy ra. Đó. Cái thứ hai đó là gì, hiện tượng quá mẫn, có nghĩa là gì, đây là cái sự tăng dần cái sự nhạy cảm đối với một thuốc nào đó, giống như với dị ứng. Nhưng mà gì, quá mẫn thường không xuất hiện ở cái lần đầu tiên khi các bạn dùng thuốc này, nó sẽ xảy ra từ lần thứ hai trở đi. Nhưng mà gì, cái mức độ tác hại của quá mẫn nó sẽ tăng dần theo cái số lần dùng thuốc chứ không xảy ra một cách gọi là đột ngột. Và cái thứ ba là gì, phản ứng quá liều. Phản ứng quá liều xảy ra khi gì, xảy ra khi các bạn dùng liều cao hơn so với liều bình thường. Nhưng mà gì, có thể xảy ra ngay cả, nhưng mà có một số cái cơ địa ở từng người á, thì nó cũng có thể xảy ra ngay cả ở cái liều mà các bạn điều trị mà thôi. Ở liều điều trị các bạn uống nó vẫn xảy ra như thường. Ví dụ như là gì, khi các bạn dùng chung dioxin với cam thảo hoặc là nhân sâm thì nó sẽ làm tăng cái nồng độ dioxin ở trong máu lên rất là nhiều lần. Do đó nó sẽ gây dễ gây ra cái nguy cơ đó là gì, ngộ độc dioxin do dùng quá liều rất là cao. Và gì, đối với cam thảo, đối với nhân sâm, những người nào mà bị cao huyết áp thì tuyệt đối chống chỉ định cũng không đi dùng cam thảo với nhân sâm. Cho nên ở trong nhà mà gì có người nào bị cao huyết áp á, thì khi các bạn mà cho dùng cam thảo với nhân sâm là không nên nha. Tại vì đó sẽ là gì, gây tăng huyết áp lên nha. Được chưa? Cho nên là người nào tăng huyết áp thì không được dùng cam thảo với nhân sâm. Được chưa? Nó sẽ gây tăng nguy ta làm tăng nguy cơ đó là gì, tăng huyết áp lên. Được chưa nào? Đó. Hoặc là gì, khi các bạn dùng cái thuốc mà chloroamine, khi các bạn dùng chung với rượu thì nó tác dụng ra là gì, nó sẽ có tác dụng là disulfiram. Rồi tiếp theo là đặc ứng. Đặc ứng ở đây nó là gì, đặc ứng đây là một cái sự bất dung nạp mang cái tính gọi là bẩm sinh, và phản ứng này sẽ có hại ngay xảy ra ngay cái lần đầu mà các bạn mà dùng thuốc. Nó sẽ xảy ra ngay lần đầu luôn chứ không xảy ra từ lần thứ hai, khác với dị ứng nha. Và ngược lại đối với dung nạp thuốc, tại vì một số cá thể nó sẽ phản ứng mạnh với thuốc ngay ở lần dùng thuốc đầu tiên hoặc là ở liều điều trị bình thường thôi, thì nó cũng đã có những cái biểu hiện của cái triệu chứng là ngộ độc như là vã mồ hôi, run tay run chân ha. Nhưng còn nó nặng hơn nữa thì cái dẫn đến là trụy tim mạch nha. Và đặc ứng và dị ứng đây là hai cái biểu hiện thường rất là nặng của ADR. Nào? Còn đối với dị ứng ở đây thì các bạn nên nhớ nè, dị ứng hình như là cái này mình nhớ thầy Phú cũng có nói với các bạn rồi, thì dị ứng ở đây là gì, dị ứng thuốc đây là một cái phản ứng khác thường của cơ thể khi mà các bạn tiếp xúc với cái thuốc đó lần thứ hai hoặc những lần sau, được chưa, với một cái thứ thuốc mà trong những cái thành phần của nó có cái tính dị nguyên, mà ngay cả gì một số người ngay cả phản ứng vẫn xảy ra bình thường đúng như gì, trong phản ứng là dị nguyên ở đây thì có thể là gì à, có thể một là thuốc, có thể là gì, mỹ phẩm, có thể là thức ăn. Thì có một số người lần đầu tiên các bạn ăn, ví dụ ăn cua, ăn ghẹ, ăn kia rất là bình thường, chả có hiện tượng gì xảy ra cả. Nhưng gì, từ lần thứ nhưng mà lần thứ hai, ví dụ khi các bạn ăn cua ghẹ mà xảy ra các phản ứng, cái đó là các bạn bị dị ứng ở đó. Nhưng mà mặc nhiều nhiều người nói, ủa sao lần đầu tiên tôi ăn cũng có bị gì đâu, thì các bạn nên nhớ là gì, dị ứng không bao giờ xảy ra ở lần đầu tiên cả, mà gì, nó sẽ xảy ra ở lần thứ hai và các lần sau đó. Thì khi các bạn tiếp xúc với một cái dị nguyên, có thể là phấn hoa, có thể là gì, mỹ phẩm, và có thể là thức ăn. Thế nào, ở đây có ai bị dị ứng với lại hải sản không? Hải sản ở đây mà dị ứng nhiều nhất là chỉ có cua với lại tôm là Có hay nhất này, có đúng dạ không, vâng ăn cua ạ, là thấy bắt đầu ngứa ngáy khó chịu rồi đúng chưa nào, ngửi mùi là bị rồi ạ. ngửi mùi là bị rồi, rồi cái này là bị dị ứng nặng luôn rồi đó. Và cái dị ứng thuốc ở đây, đây là một cái phản ứng rất là độc hại và không mong muốn khi các bạn sử dụng thuốc đúng cái, mặc dù là các bạn sử dụng đúng thuốc có đúng cái chỉ định
và gì, và nhớ là gì, nó chỉ xảy ra ở những lần sau và không bao giờ gì, nhớ không bao giờ xảy ra ở cái lần đầu tiên mà các bạn dùng thuốc cả nhá. Tại sao nó không xảy ra lần dùng đầu tiên vậy? Tại vì gì, ví dụ như mình nói đến cái khi xảy ra không sao, không bao giờ xảy ra lần đầu tiên, tại vì khi mà xảy ra khi vô á, khi các bạn uống cái đó hoặc ăn cái đó lần đầu tiên cái gì ạ, thì cái tế bào mast của các bạn đâu nó bây giờ nó mới tiết ra, nó đến cái chất dị nguyên đó. Dạ, yeah, nó mới đến cái chất dị nguyên để nó bao cái chất dị nguyên đó lại và nó phản ứng và nó coi là chất dị nguyên này nó cái trùng nó khi đó các bạn cũng có tiết ra cái histamine H1 là bên khác cái dưỡng histamine ra. Và histamine đây là một cái chất mà trung gian hóa học ha, cái đó các bạn tiết ra ít được chưa nào. Nhưng gì? Từ lần thứ hai trở đi thì gì? Tế bào mast nó sẽ đi đến và các bạn muốn một cái gì ạ? Tiết ra cái histamine á, cái chất của trung gian hóa học tiết càng nhiều và nhờ chính vì cái mà tiết histamine ra càng nhiều nó gây ra dưỡng càng mạnh ha. Đó gây làm phù mạch đó thôi. Nếu như các bạn dị ứng với cái thuốc đó được chưa nào, nếu như các bạn dị ứng với thuốc đó thì không bao giờ các bạn uống được cái thuốc đó đâu, mà người ta sẽ dùng một cái nhóm thay thế, dùng thay thế chứ không có dùng cái thuốc đó lại, được chưa nào. Không bao giờ người ta dùng, khi các bạn nào bị dưỡng cái thuốc đó thì không bao giờ người ta dùng cái thuốc đó cho bạn cả, mà người ta sử dụng cái nhóm thay thế. Ví dụ như là gì, trong các bạn dưỡng kháng sinh thì người ta sẽ coi các bạn gì bị dưỡng kháng sinh cái nhóm nào là gì ạ, và người ta sẽ coi đó gì, người ta sẽ không cho bạn dùng cái kháng sinh cái nhóm đó mà người ta sẽ dùng một cái nhóm gọi là cái kháng sinh nhóm khác, hiểu chưa? Nhưng mà cũng cái gì tác dụng cũng tương tự, hiểu chưa, hiểu chưa? Chứ không bao giờ khi các bạn bị dị ứng với thuốc đó, không bao giờ không có ai dạy gì mà gì à, cho bạn uống lại cái thuốc đó cả, không bao giờ, dám hứa luôn, không bao giờ người ta cho bạn uống thuốc đó đâu, mà gì người ta sẽ tìm một cái gọi là cái chất tương tự nha. Rồi cái này nếu mà trong trường hợp mà các bạn uống nhiều loại thuốc mà các bạn bị dị ứng ở đây thì các bạn sẽ phân ra là mình không biết mình dị ứng loại thuốc nào đúng không ạ, thì ở đây các bạn sẽ làm một phương pháp, đó là gì, loại trừ. Các bạn hiểu cũng có loại trừ đúng không ạ? Ví dụ trong một cái đơn thuốc của bạn có 5 thuốc thì gì, các bạn sẽ uống từng viên một để các bạn loại trừ là các bạn đang bị dưỡng cái thuốc nào, để các bạn biết các bạn bị dưỡng thuốc nào, được chưa nào? Để do đó dùng phương pháp đó là loại trừ ra. Còn thứ hai nữa là gì, các bạn có thể đi xét nghiệm và các bạn sẽ biết được các bạn sẽ bị dưỡng những cái loại thuốc nào ha, và các bạn nhớ ghi ra một cái tờ giấy và cái đó là cái gì, cái đó sẽ là cái tờ giấy, đó sẽ là cứu tinh của các bạn, đi theo các bạn suốt đời nha, đi theo các bạn suốt đời. Vì khi đi vô bệnh viện á, người ta có hỏi tiền sử bị dưỡng hay không thì các bạn đưa cái tờ giấy đó ra và người ta nhìn vô người ta sẽ biết và người ta sẽ tránh những cái thuốc đó ra ha, nha. Đó là dùng phương pháp loại trừ đó ha. Khi bị ngộ độc rồi đi truyền nước mà bị dị ứng thì bị dị ứng với gì ạ? À, cái này các bạn sẽ bị dị ứng với gì? Với cái trong quá trình mà các bạn truyền nước á, bị dị ứng với truyền rồi, dịch truyền. Bạn dịch mũi thuốc rồi, chắc chắn chấm chấm. Và cái này thường thường xảy ra gì? Ở nhiều người là mình thấy nè, và ở đây mình cũng khuyên mọi người đó một câu chân thành nha. Cho mình hỏi ở đây nha, có người nào mà sốt trên 3 ngày mà có người nào đi truyền nước không? Có hay không? Có không ạ? Sốt kinh dầm cộng 3 ngày thôi, người nó đừng là bắt đầu đi truyền nước, có không? Chưa có. Có không nào? Có. Chưa có. Có đúng không? Mình thấy hầu như là như vậy. Đó là gì? Hầu như 80-90% đó là gì? Sốt mình 3 ngày thôi, mệt lắm, thôi ta đi truyền nước cho nó tỉnh. Ừ, truyền đi nha. Truyền xong rồi mới thấy tác hại của truyền ha. Nghĩa là lúc đó cơ thể các bạn yếu. Được chưa nào? Và khi các bạn đưa cái dịch truyền vô là một cái chất lạ vô ha, lúc đó tế bào mast nó tiết ra càng nhiều và gây ra phản ứng dưỡng ha, và lúc đó mà phản ứng dưỡng mạnh ha là các bạn cấp cứu được luôn ha, dễ dẫn đến tử vong nha. Cho nên đó là gì, đừng có nghĩ sốt mà các bạn đi truyền ha là nó tỉnh lại ha, không có ha, nhiều lúc bạn truyền xong là các bạn đi luôn nha. Cho nên khuyên các bạn câu chân thành đó là gì, ừ sốt trên 3 ngày đừng có đi truyền nước nha, đừng dạy mà đi truyền, các bạn đi truyền là các bạn thấy nha. Yeah. Rồi tiếp theo, và một số thuốc, một loại thuốc mà đều có thể xảy ra phản ứng thường hay gặp nhất là những cái thuốc mà cái nhóm mà kháng sinh là các bạn hay gặp nhất, và ở đây thường thường các bạn sẽ gặp những cái nhóm mà beta lactam á, beta lactama
là các bạn hay gặp nhất beta lactam á, cái nhóm đó đó. Penicillin thì thường thường là khi các bạn tiêm penicillin thì các bạn phải gì ạ? Thử test trước khi mà các bạn đang tiêm thuốc. Đấy. Nha. Rồi tiếp theo đó là phản ứng, tiếp theo một cái phản ứng nữa đó là một phản ứng dị ứng giả, có nghĩa là gì? Cái phản ứng này có một cái biểu hiện giống y hệt như là phản ứng thật, như gì? Nó không liên quan đến cái hệ miễn dịch của mọi người. Được chưa? Nó không hề liên quan đến cái hệ miễn dịch của mọi người. Còn đối với hiện tượng dung nhầm thuốc ở đây đó là gì? Hiện tượng dung nhầm thuốc ở đây đó là cái tình trạng mà giảm cái đáp ứng với thuốc khi mà bạn sử dụng nhiều lần. Được chưa? Thì lúc đó khi mà bạn dung nhầm với cái liều đó rồi thì gì? Hồi sau bạn dùng lại cái liều đó không bao giờ được, mà lúc đó bạn sẽ phải đi ạ. Tăng cái liều đó lên nha, hay gọi là hiện tượng dung nạp hoặc là thâu nạp. Ví dụ các bạn dùng là 500, bây giờ lúc đầu các bạn dùng 500mg thì các bạn thấy nó hết, nhưng mà sau đó các bạn sẽ dùng đi vẫn dùng được cái liều đó là 500mg nhưng các bạn không thấy một hiện tượng gì xảy ra, thì lúc đó các bạn đã biết là mình đã dùng nạp của thuốc đó rồi, với cái liều đó rồi, giờ với cái liều đó không còn tác dụng nữa thì bắt buộc cái gì các bạn phải tăng liều lên nha. Rồi còn lạm dụng thuốc thì các bạn biết rồi, đây là một cái tình trạng sử dụng thuốc với cái liều mà quá mức ngoài cái mục đích điều trị và ngoài cái sự chấp nhận của y học ra. Còn tình trạng lệ thuộc thuốc ở đây thì mọi người cũng có thể là cũng biết đó là gì, đối với những cái người ví dụ như là gì? Ở đây các bạn thấy những người mà nghiện ma túy, những cái người đó có phải là bị lệ thuộc thuốc không ạ? Những người đó có phải bị lệ thuộc không ạ? Có không? Có phải bị lệ thuộc thuốc không ạ? Có không ạ? Nói nghe thử coi, những cái người bị nghiện ma túy á, những người đó có phải bị lệ thuộc thuốc không ạ? Có. Đúng không? Có thuốc là phải tỉnh hay không? Có thuốc là bắt đầu là thấy như con cà rù đúng không ạ? Dạ. Thì lệ thuộc thuốc đây là một cái tình trạng sử dụng thuốc lặp đi lặp lại một cách bắt buộc. Nha. Vì nó có một tác dụng ở đây là gì? Khoái cảm của thuốc và để tránh được cái sự khó chịu do mà hiện tượng thiếu thuốc mà xảy ra. Và ở đây thường thường các bạn sẽ gặp đó là những cái trong cái thuốc mà an thần gây ngủ á. Seducen hoặc là phenobarbital thì những cái thuốc này là những cái thuốc gây nghiện và nó sẽ gây lệ thuộc thuốc ha. Không có thuốc là bạn chịu không có được. Như nào? Tiếp theo đó là lệ thuộc thân thể. Đây là cái một cái sự thay đổi về cái tâm sinh lý để nó thích nghi do việc dùng thuốc mà lặp đi lặp lại. Còn lệ thuộc tâm lý ở đây thì nó biểu hiện bằng cái hành vi tìm kiếm thuốc một cách bắt buộc vì cảm giác dễ chịu do dùng cái thuốc mang tới và bất chấp những cái tác hại có thể xảy ra. Đây là lệ thuộc vào cái tâm lý thôi. Có nhiều người đó là gì ạ? Dùng tất cả các thuốc nhưng mà gì? Cứ nghĩ đến mình dùng cái thuốc, cả nhiều người là dùng cái tê tra thì nó hết, cho nên thì cứ nghĩ đến dùng tê tra đã hết, nhưng mà thật ra thì có các thuốc khác chứ không phải một mình tê tra đâu ha. Thì cái bài đầu tiên thì đến đây là hết ra nào. Bây giờ thì mình sẽ đi thêm một bài nữa, đó là cái mà một bài nữa, đó là bài liên quan đến cái thuốc mà an thần gây ngủ chống co giật. Như nào? Thì cái bài an thần gây ngủ mà chống co giật ở đây thì liên quan đến cái thuốc. Thuốc ở đây thì nó sẽ bảo quản theo cái mà một cái quản lý chuyên môn, đó là